Làm điều này trước thời khắc giao thừa, bạn sẽ cầu được ước thấy trong năm 2024, thời khắc giao thừa sắp tới rồi. Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn chúng ta có được một năm 2024, chúng ta cầu được ước thấy tất cả những cái lời chúng ta nguyện ước trước cái thời khắc giao thừa sẽ trở thành hiện thực. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều mong muốn điều đó. Vậy để một năm 2024 cầu được ước thấy trước thời khắc giao thừa, các anh chị cần làm gì? Đây là cái điều mà Nguyệt đã ứng dụng trong 2 năm qua khi Nguyệt đồng hành và học tập tại môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng, và Nguyệt đã cầu được ước thấy tất cả những cái mục tiêu, những cái mong muốn của Nguyệt trước cái thời khắc giao thừa viết xuống hầu hết đều đạt được. Và ngày hôm nay Nguyệt sẽ chia sẻ cho các anh chị cái bí kíp này. Đầu tiên, các anh chị hãy ngồi lại viết xuống tất cả những cái điều mà mình mong muốn trong năm 2024. Ví dụ về công việc của anh chị mong muốn như thế nào viết ra. Về gia đình, chồng, vợ, con cái, rồi bố mẹ của anh chị mong muốn họ như thế nào, anh chị viết ra. Và bất kỳ cái điều gì anh chị muốn, anh chị viết ra. Và để những cái điều chúng ta viết xuống trước cái thời khắc giao thừa này, thì Việt đã chuẩn bị cho mình một cái cuốn sổ gọi là cuốn sổ ước mơ. Anh chị cũng có thể chuẩn bị cho mình một cuốn sổ ước mơ và hãy viết những cái điều mà mình mong muốn vào cái cuốn sổ ước mơ này trước cái thời khắc giao thừa. Và tại sao lại viết nó xuống trước cái thời khắc giao thừa? Bởi vì thời khắc giao thừa lúc đó cái trường năng lượng, tất cả mọi người đều rất là vui vẻ, hồ hởi, phấn khởi chào đón một cái năm mới với những cái hy vọng mới, với những cái niềm vui mới, với những cái điều tuyệt vời. Ngày Tết và đặc biệt là thời khắc giao thừa thì không ai nghĩ tới những cái điều xui xẻo, những cái điều không có tích cực. Nên cái trường năng lượng đó là một cái trường năng lượng mà nếu như anh chị biết tận dụng cái khoảnh khắc đó, cái thời khắc đó, thì anh chị sẽ cầu được ước thấy. Nguyệt đã làm điều này và trong 2 năm qua Nguyệt đã đạt được rất là nhiều những cái thành công khi mà Nguyệt viết vào cuốn sổ ước mơ vào cái thời khắc này. Đồng thời Nguyệt cũng đã hướng dẫn cho rất là nhiều anh chị làm cái việc này trước cái khoảnh khắc giao thừa. Và điều tuyệt vời, vào buổi tối ngày mai lúc 20 giờ đêm ngày 30 Tết, các doanh nhân trong môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng tổ chức một cái buổi Zoom cùng ngồi lại viết xuống những cái mục tiêu, những cái ước mơ, những cái điều mình mong muốn trong năm 2024, chia sẻ cái bí kíp ứng dụng, tận dụng cái nguồn năng lượng tuyệt vời trước thời khắc giao thừa để anh chị có thể cầu được ước thấy trong năm 2024, để tất cả những cái lời nguyện ước các anh chị viết xuống vào cái thời khắc đó trở thành hiện thực trong năm 2024. Hãy tham gia ngay cái buổi Zoom đặc biệt này, nhớ là vào lúc 20 giờ tối ngày 30 Tết. Inbox ngay cho Nguyệt để nhận đường link Zoom miễn phí.